Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn chuối chuẩn vào Tết. Và mình làm rất nhiều video về cây chuối Tết này rồi, nhưng rất nhiều bạn vẫn thắc mắc là trồng mà muốn thu hoạch vào Tết thì rỗ vào ngày tháng nào là chuẩn nhất. Thì đây quý vị các bạn thấy đây, giờ này đã là 14 tháng 8 âm lịch rồi, và chuối bắt đầu đang trổ buồng rất là nhiều. Đấy, quý vị các bạn thấy giờ này mà cây chuối ra hoa như này đã chuẩn vào Tết nhất, đạt độ mẩy và đúng vào chính vụ chuối Tết. Như quý vị các bạn thấy là trên vườn thì cũng còn nhiều cây đang rụt tàu thôi, thì liệu kịp vào Tết không? Đấy, quý vị các bạn thấy là trồng cây chuối bằng cây mầm thì không thể nào mà như cây kế mô và cùng trên một đơn vị diện tích chăm sóc như nhau thì rỗ đồng loạt được. Thì cái chuối mầm thì có cỡ mầm to mầm nhỏ, dù chúng ta có chọn thì cũng không được đều hẳn và cũng không thể rỗ 100%. Chính vậy mà chuối mà trổ vào từ rằm tháng 8 âm lịch trở đi đến hết tháng 8 âm lịch là đẹp nhất. Đấy, quý vị các bạn thấy buồng rất là sai quả, giờ này chưa mẩy cho nên là không thể hiện độ to của cái vụ chuối Tết này. Một số cây chuối còi kẹ và trong tháng 8 âm lịch chưa trổ được buồng thì có thể là tầm 20 tháng 9 âm lịch nuôi lại mà vẫn trổ được thì vẫn kịp vào Tết quý vị các bạn nhé. Nhưng cũng phải có những cái biện pháp chăm sóc rất đặc biệt thì mới kịp Tết. Nhưng cũng rất may mắn là cái chuối Tết này thì chỉ cần mẩy 6-7 phần mà nảy to đẹp thì vẫn phục vụ được thị trường chuối Tết. Còn nếu chuối trổ vào tầm rằm 8 trở đi thì rất là đạt. Như quý vị các bạn thấy, nếu trồng đúng thời vụ thì chuối giờ này đang chỗ như này. Vì nhiều bạn muốn mình tả cây chuối mà rỗ tháng 8 thì mình không tả được như nào, thì đành phải quay tại vườn để gửi đến quý vị các bạn. Và đây là cây chuối trồng bằng mầm trong tháng 2 âm lịch. Còn nếu quý vị và các bạn mà trồng cây mô thì có thể trồng trong tháng riêng âm lịch, thì giờ này có thể là sẽ rỗ đồng loạt hơn. 100 cây thì có thể là rỗ cả 90 cây. Còn nếu chuối mà trồng bằng cây mầm thì tỷ lệ rỗ bằng nhau đồng loạt là rất là hiếm, có thể cách nhau tới tận 20 ngày hoặc là cách nhau 1 tháng. Như quý vị bạn thấy những cái buồng thò hoa rồi, nhưng trên vườn thì rất nhiều cây chưa chỗ được. Nhưng vẫn yên tâm là cái vườn chuối như này đạt tỷ lệ tới 100% vào Tết. Còn những vùng chuối chỗ vào đầu tháng 9 âm lịch thì chăm sóc như nào cho kịp Tết thì mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ở các video lần sau. Và đây là cây chuối tiêu hồng. Nhiều bạn hỏi là sao nó cây nó thấp thế, thì đây là do giống của cái loại chuối này, không như cây chuối tiêu ta ngày trước hoặc là chuối Tây. Và chuối Tây thì muốn thu hoạch vào Tết thì nó cũng chỗ vào tầm này đến hết tháng 9 và phải chăm sóc rất là nhiều phân thì mới kịp Tết. Và nếu quý vị các bạn mà có cái vườn chuối Tết như này thì cái đầu ra rất là dễ, bởi trên cả nước thì những ngày đấy cái lượng chuối tiêu thụ ngày Tết rất là lớn. Không chuối tiêu hồng thì ở chuối Tây. Thứ hai nữa, trồng chuối Tết này thì tránh được gió bão rất là nhiều, bởi vì cái đỉnh điểm của mùa mưa bão thì giờ này là buồng chưa mẩy cho nên là trên cây vẫn còn nhẹ. Nếu chuối chúng ta mà thu vào tháng 8 đến nuôi lại thì trên cây nó 30-40 kg, gặp gió cấp 6 cũng có thể đổ. Cho nên là trồng chuối Tết cũng là hiệu quả kinh tế rất là lớn, bởi vì cái đầu ra rất là dễ. Nếu không có gì thay đổi thì một buồng chuối này như hàng năm thì sẽ đạt từ 270-300.000. Đặc biệt là nếu mà nhiều năm hiếm thì có thể rơi vào 350-400.000 một buồng. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.